anh em à. Hôm nay mình quay đang bán cái con máy Kubota 4x76 full dàn cầu inox nha anh em. Dàn cầu thì như mới, dàn cầu còn em chưa gãy chưa nứt, có chân vịt rồi đầy đủ, hiện tại mình tháo ra nha anh em. Cặp đăng này thì mình gắn đỡ vô thôi, nó hư rồi mình ai anh em nào chốt thì mình khắc phục, mình làm cặp đăng mới nha. Bao bánh chớn đầy đủ hết, full dàn cầu inox. Máy này thì mình báo tình trạng là mình có sơn lại nha anh em, sơn mình có sơn dặm nguyên con. Còn máy thì bao cốt bao nắp hơi thì ok lắm. Để mình thử mình test máy cho anh em nghe ha. Lắp 20 bọc 42 lắp 20 bọc 42 lắp 20 nha nè. Để mình thử đè lại cái nữa nha nè, nhảy lắm nha.